Sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Dù hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Hội nghị đã đánh giá chặng đường hơn 3 năm nỗ lực chống dịch COVID-19 từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán Trung Quốc. Ngày 30 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế và đánh giá là đại dịch toàn thế giới ngày 11 tháng 3 năm 2020. Thế giới ghi nhận trên 696 triệu trường hợp mắc COVID-19 tại 231 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có trên 6,9 triệu người tử vong. Ngày 5 tháng 5 năm 2023, sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Hội nghị tổng kết của ban chỉ đạo phòng chống dịch diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt nhờ những nỗ lực lớn, những giải pháp quyết liệt, hiệu quả mang tính toàn cầu, toàn dân, kinh tế từng bước phục hồi và phát triển, đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, xác định những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong phòng chống dịch COVID-19, từ đó chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế cộng đồng, đồng thời vận dụng linh hoạt sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội.